Xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình làm cái món bún mắm ốc bu nha. Ở đây mình có mớ ốc bu nè. Bữa nay bé Mộc nó tài trợ cho mớ ốc bu. Ôi, ốc bu làm bự mọc. Nè ốc bu gì anh? Hả? Cái này ốc bu đen. Với bên đây á, bé Mộc nó có khoái ăn mấy cái bông miên điển nữa nè. Đây có mớ bông miên điển nữa nha. Bữa nay bún mắm thì mình nấu với cá linh chưa? Đây bịch mắm cá linh nha, để lát cái mình nấu bún mắm. Với con miếng này nè Mộc, tèn tèn tèn. Nguyên miếng luôn, này heo quay nha. Mình nấu có tôm nữa. Này. Cái tôm này mình có cho nước đá vô nha, để nó không bị sức đầu. Với sẵn đây mình có hái thêm mớ bông súng. Đó, bông súng với cái lau đắng này ăn ngon lắm nha. Nó ăn mình ăn giống như mà cải son vậy á. Cái mình non vậy nè, cái mình ngắt mình nhúng vô mì á, chế nước sôi vô mình ăn à, nó không có đắng. Cái vị đắng của nó vừa hả, chứ không có đắng dữ nha. Đó. Dưới đây có mớ cà nâu với khổ qua để lát mình nấu. Bữa nay sao ai hái cái bắp này nữa rồi ta? Anh với ai? Anh nữa hả? Nãy nhớ anh đâu có hái đâu, bé Mộc hái nè. Đây có cái bắp chuối nha. Với chuối. Với cái này rau muống. Để lát mình chẻ ăn chung. Rau muống non hay ghê không? Hôm nay dưới mình á, cái mưa á, cái mấy cọng rau muống non chèo à. Mà cái này mủ nha. Nãy mình hái nó có mủ mà cái mình ngâm nước với nước muối á, cái nó bớt. Cái này lát mình lặt ra. Này để mình bằm mớ xả. Bữa nay làm bún mắm. Bún mắm ốc bu. Đây, xả có nguyên bó xả nha. Nãy anh sợ thiếu anh hái thêm mà. Này để anh làm mấy cái đùi gà mini cái. Này đùi gà mini. Mộc nãy giờ không giới thiệu Mộc. Nãy giờ anh quên này nữa. Ở đây mình có hái thêm hai trái dừa nha, để lát cái mình nấu cái bún mắm, mình nấu bằng cái nước á cho nó ngon. Có 4 trái rồi nha. 4 trái hả? Còn 2 trái nha. Ôi trái này nó nặng ghê luôn á, mà không biết nước có nhiều không à. Thường thường á, cái mình nấu mắm kho á, hoặc cái bún mắm vậy nè, cái mình cho cái nước dừa vô cho nó ngon nha. Với bên đây mình có gói bắp nữa nha. Tèn tèn tèn. Cái này là mắm ruốc. Để lát cái mình ăn chung để anh dở ra nè. Đó, thấy không? Có mắm cái nó có mấy con kia. Này để thế đi. Em về giùm anh đi. Đi mấy cái này. Cái xả này bây giờ cái mình đập dập dập ra nha. Để tí xíu nữa cái mình cho vô cái nồi mắm. Để mình mớ rồi cái mình bạo mớ. Còn cái bông điên điển này á, là bây giờ bé mộc tuốt giùm anh ha. Dạ. Tuốt giùm anh với ngắt mấy cái cọng rau muống này nè, rồi lát mình chẻ ra. Ôi nãy giờ anh quên nữa mấy cái bông nè. Này cái bông súng này á là mình lúc trước mình có đi nhổ mình ghim nay chắc được khoảng 3 tháng cái nó có bông nó nở bụi ra nè, mấy cọng mập thấy ghê không. Đó. Này bông súng lát mình chẻ mình ăn chung. Trời, để đây đi. Em làm mới này. Thêm nữa không bé Mộc? Nữa anh ơi, ít quá. Nữa hả? Thôi để đó anh bầm ra một chén liền ha. Đây. Thêm mớ tôm đỏ vô nữa cho ngon. Bây giờ để mình qua mình lượt cái mắm nha. Lượt mắm xong rồi mình cháy này cho vô. Cái này em lật tiếp cho anh mớ này đi Mộc. Dạ. Mớ ra muốn. Em lặn bỏ vô đây. Để em lặn cho thấy chanh vô. Mấy cây chanh nhà hôm nay mình hái cái nó chưa có được bự. Nó còn non. Ra nhiều bé Mộc nó hái hết nhiều à. Ăn không gì lọn Mộc? Ăn.
Ủa anh, mắm kho nó mềm chưa? Rồi được rồi. Nó nhừ rồi nè. Nhắc xuống anh. Nhắc xuống rồi cái để anh bắt cái nồi lên lát mình lượt qua. Này nó nhừ rồi nè. Rồi, cho cái nồi lên luôn. Cháy xả anh. Chị cho xả vô mình cháy. Để cho nó khô cái nồi. Ở đây mình cháy trước nha, mình cháy xả với đùi gà với ớt nha. Cái món bé Mọc yêu thích. Mình cháy gì cho nó thơm. Để cho nó vàng lên cái rồi cái mình cho cái ốc bươu vô. Để cái này cho nó vàng vàng lên cái mình cho ốc bươu vô luôn. Với cả nhà xem video á, nhớ cho mình một cái lượt đăng ký với like video ủng hộ kênh Việt Nam nha cả nhà. Để có gì cái mình ra nhiều cái video tốt hơn cho cả nhà xem. Ở đây mình có cái ốc bu nha, mình cho vô luôn. Mấy con bự bự gì mà ăn cho đã. Ở đây mình cho cái mắm kho vô nha. Mắm mình ấy xong rồi mình lột vô luôn. Quên nấu cái mắm kho cái quên. Để cho vô. Rồi xuống dưới đó đi nha. Hỏi cái mắm vô nhịn cái nó ngon liền anh. Chưa. Mày cho ra đi. Để cái mình cho trái dừa vô nữa. Ở đây mình cho cái nước dừa vô luôn nha. Còn trái nữa đây là em chặt. Cho thêm trái nữa vô luôn. Rồi, để cho nó sôi lên cái mình nêm cái. Này để mình nêm thử cái nha. Để này này cho miếng đường rồi. Rồi cho miếng bột ngọt vô nha. Nữa hủ em Mọc. Dạ. Nói còn thiếu màu xanh nha anh. Xanh hả? Đây. Ở đây mình cho miếng chua. Ở đây mình cho tôm vô luôn nha. Nãy giờ nấu cái mình quên. Cho vô mình luộc cho chín cái mình vớt ra. Nó sôi lên nó chín cái anh vớt à. Cái này nó cũng lẻ. Cái này kêu bằng đậu bổi nha. Đậu bổi có khổ qua với cà nâu nè. Cho vô luôn. Cho nó có màu quá. Xanh xanh tím tím. Mấy cái đùi gà nó lặn luôn rồi. Mấy đùi gà giờ tôi héo luôn rồi. Cái ốc bu á với tôm á mình cũng có vớt ra để lát mình cho ra cái dĩa nha. Còn giờ để cho chín cái là mình múc ra cái tôm. Đó, nhìn hấp dẫn chưa Mọc? Dẫn. Lên màu thấy không? Dạ. Rồi, bây giờ để mình trộn cái nha, rồi mình múc lên. Cái tô này đủ thứ luôn Mọc. Dạ. Đủ rau hết luôn á anh. Có rau bé Mọc nữa. Đây để anh cho thêm cái đùi gà mini nó mất tiêu rồi. Đây. Tốt rồi. Trời ơi, những con nó hấp dẫn kìa. Rồi, lên thưởng thức mấy Mọc. Ê. Xin chào cả nhà. Nay mình ăn trước đi cả nhà. Bữa nay là anh em mình ăn bún mắm ốc bu. Rồi Mọc đi chợ Mọc. Ở đây cũng có rau mình xếp lên nha. Ở đây có bông súng mình chẻ ra. Ăn cái mắm kho hoặc cái bún mắm nữa là mình phải có cái bông súng nha. Với này là bông điên điển. Còn này rau đắng không Mọc? Dạ. Với đây có rau muống vô chuối chẻ nghe. Nè nè, rửa đi. Đây nè, mấy con ốc bự luôn Mọc.
Với bên đây thịt heo quay, với ốc bu, với tôm nha. Bên đây mình ăn với mắm ruốc. Ủa anh nặng chanh vô cho anh? Chưa. Nè anh còn để trái chanh ngoài nè anh nặng nha. Đi chợ nghe Mộc. Nè Mộc, em gấp thêm này nè, em cho vô. Cái cục giòn giòn này nè, đây mình gấp cho. Cái heo quay này là mình cắt ra nha. Đó, cho bé Mộc. Tèn tên tèn. Thêm cái nữa ha. Dạ. Ủa bữa nay thứ mấy Mộc? Nay thứ sáu. Thứ sáu hả? Mai thứ bảy phải không? Trời ơi cái tô này chất lượng luôn á. Rồi em ăn nha. Mời cả nhà nha. Bé Mộc nó ngồi ngay chỗ cái bếp, cái khói lên chảy mắt. Rồi im nghe luôn rồi. À thịt heo quay giòn. Còn cái chén này nãy giờ không giới thiệu ha. Cái món bún mắm này là bé Mộc nó khoái lắm. Với mắm kho đó. Bé Mộc khoái ăn mắm kho với cá tra với Mộc. Cá tra cá dầu. Ở mình á thì mình kêu cá tra cá dầu. Thường thường kêu cá dầu. Không Mộc. Chờ cái này xúc vô em. Trắng. Cái nước nó ngọt mà anh. Em dắt không có nước dừa rồi. Mình thêm miếng ốc. Ốc nó giòn. Ôi. Anh đứng đây mà thơm cái mùi mắm luôn á Mộc. Này mình nấu. Nãy giờ mấy con gì nó bu bu à. Này mình nấu với mắm cá linh không à? Tôm. Cái này tôm này mình lọt luôn nha. Nó có mắm cái có mấy cái con kia. Món này mỏ tiệm đường nè em. Rồi em ăn thử cái da heo còn giòn không à? Ngồi tới bếp. Ok. Đi. Qua bên đây đi. Mình qua bên đây nè. Chấm qua đây một cái. Mấy cái bắp chuối với rau muống nãy anh để cho còn giòn không? Ừ, nãy em ăn cái rau đắng này nè, nó có đắng không? Em nhớ anh không bỏ cho em này nữa. Có nè, anh có để vô. Em ăn người ta, anh nè. Cái rau đắng nó ăn ngon nha. Nó ăn giống như cải xà lách son vậy. Mình trồng nó lên được có một miếng à. Thường thường là mấy cái rau đắng này nó vô chung với cái mùa mưa mùa của rau đắng đất á nó mới nhiều. Ôi gấp rau muống vậy nè. Thôi với Mộc ăn giòn quá Mộc. Bữa nay làm mấy tô Mộc? Mà mình làm ngon thôi.
Ừ, đã giòn. Kệ đi mà. Anh ơi, đói bụng chưa anh? Rồi. Mình ăn rồi á. Đây. Nữa không? Nè, nãy ngồi hoài khoái ăn mấy da heo nè. Đó, giống như đây Mộc. Nãy nãy dặn rồi, kêu chưa, chưa quay biết. Bữa nay bé Mộc nó nghỉ rồi, cái về cái mình làm cái món bún mắm hốt bu để cho bé Mộc ăn luôn nha. Rồi lúc trước, mấy clip trước mình có nói là bé Mộc nó phái ăn là ăn cái món mắm này nè. Mắm kho rồi bún mắm. Bữa nay mình làm bún mắm. Cho miếng này vô. Ấy, quên giới thiệu. Này là tôm băm. Tôm riêu nè. Tôm riêu hả? Nè. Đó. Đây. Mình cho nè. Phái ốc buông nè. Mấy con tôm này á, nãy cái bé Mộc nó ngồi á, rồi nó lột ra cho dễ ăn nha. Rồi mình xin mời cả nhà nha. Anh thiếu một cái chị ạ. Thiếu gì? Chút. Ngon không? Không biết hả? Cái này để lát anh ăn tôm nó mới biết rồi. Mình nấu bằng cái nước dừa mình cho nó ngon. Thường thường ha, cái mấy cái cọng mà rau đắng này nè, thường thường cũng rau đắng này mình kêu rau đắng biển á, ăn nó đắng mà, nhưng mà có cái rau đắng này ăn nó giống như xà lách son á, mình khoái nấu với mì gói rồi chế nước trụng vô ăn à. Còn thôi nấu canh canh rau đắng. Còn mấy cái bông súng này là lúc trước á mình đi nhổ ở ngoài mé kinh á được hai bụi, nhưng mà trồng nó chết hết bụi, còn bụi nè bữa nay nó trổ ra một bụi thôi, mình ăn ăn lâu hết lắm, nó nhiều quá. Mà sáng anh bẻ mấy cái bông không thấy không, mà cả đống luôn á. Còn không? Ừ. Phải ăn theo hoài còn dám gấp. Ừ. Ừ. Ôi bên đây quen cả đống mấy ngấy nè. Nữa không? Ăn tối ngay ở nhà. Trời ơi.
Bữa nay có mắm hay không? Dạ. Mắm không ai? Món yêu thích của mấy con gà. Có ai qua cho còn mấy ơi, cái da nó còn giòn mà. Mấy cái bông súng này á, cái mình vẽ ra mình để vô chung với cái nước á, cái nó cong lại. Thấy ra muốn ngon, nãy giờ nó vẫn còn giòn. Nãy ở dưới anh lựa ha, mấy cọng non non không á, anh ngắt mà kêu tóc 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 luôn á. Nặng mấy cái chanh mà nó không đi không? Cho miếng dao ăn hết ăn cắt nữa. Dạ. Bữa nay cả nhà xem video thông cảm ha, mấy con ruồi hơi nhiều tí xíu. Bữa nay mình đuổi nó không đi luôn á. Bữa nay có cái mùi mắm ngon quá. Bữa nay ba tô một. Thấy em cười chậm chậm anh sợ quá. Anh nói gì ta sợ như sao? Bữa nay thiếu chả nữa mọc. Chả mình làm bằng trái ớt mình đâu không? Nhát vô. Chả cá tét.
cho vô đi. Nè, mấy miếng da phái nè, này nãy mình cắt ra luôn nha. Mấy Mọc kêu chừa cho tía nó ăn tô nữa. Cái này mình nấu lúc nào cũng dư á, mình chừa lại nha. Ở đây nãy giờ anh em mình mấy Mọc ăn, tôi là tôi thứ mấy Mọc? Thứ ba. Sao nó nhỏ xíu vậy? Mấy con muốn á, tới giờ mình trộm nó con giòn. Mấy Mọc dạ. Cả nhà hỏi mấy Mọc học ngành gì à? Điều dưỡng. Bé Mọc nó học điều dưỡng rồi đó nha. Nó học bên bên quận 4 phải không? Quận 4 hay quận 7? Cái 2. Hình như năm nhất là anh đưa lên quận 4 phải không? Dạ. Giờ qua quận 7. Mấy cục này mở mở không? Thôi thôi. À. Lựa cho mấy cục ngon á. Ừ. Ăn miếng da. Ăn mấy miếng da. Mấy cục mỡ này. Dẹp bớt mấy cái đồ xuống, nó bớt rồi không? Vậy là nó hết dĩa ốc. Giống như hôm nay ở chỗ mình á, mưa á, rồi cái nắng lại cái khó thì vậy. Mình lúc trước mình xức dầu thấy không? Xức dầu xung quanh, mình xức lấy mà cái lá này nó cháy luôn nha. Rồi xong cái mình đốt nhang nó không đi. Rồi cái mình xịt cái nước mà chanh á, nó cũng không đi nữa. Có hổm có bạn kêu mình là anh chị vậy, kêu mình là lấy cây lăng đó, cây đó chắc đâm dập dập ra, đâm dập dập ra lấy nước, mà cái đó mình chưa có làm thử. Cái đó thì có mình. Mấy hẹ cho trồng cá lắm á, trong mấy cây kiển á, cây lăng mà giống cái cây rau nhái á, cây bông nhãn thọ á, cái lá này vậy. Cái đó mình ăn cũng được nữa, ăn cái thịt như lau nhái vậy.
bớt rồi không nổi để đồ á, cái cá lóng luôn. Ngon không? No. Ngon. Đã rồi. Nãy giờ chừa hai cái bông này. Bé Mập chưa ăn cái này phải không? Bông súng à? Chứ nhỉ tao mà. Bữa nay á, cả nhà xem video có gì thông cảm cho mình nha. Mấy cái bữa nay sao tự nhiên hình như là có mắm á, cái đời lùi cái đóng à. Tới đây mình cũng xin kết thúc video nha. Rồi hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh VTN Nam nha, để mình có động lực mình làm video tốt hơn nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha.